Vần trộn ảnh. Cái phần trộn ảnh là trộn 2 hay 5 ảnh để hợp nhất chúng thành một cái ảnh mới. Được nhỉ? Đấy, thì chúng ta chọn cái mà blend này. Đấy, xong rồi chúng ta chọn hai hình ảnh đưa lên này. Được nhỉ? Đấy, chúng ta có thể chọn thêm hình ảnh số 3, số 4, số 5 vào đây. Đó, sau đó là sử dụng lệnh blend này. Đấy, sau đó là gì ạ? Đây, lệnh blend này. Đấy, anh chị em ạ. Đây, con chim với cả cái tượng, cái đầu cái tượng thì nó sẽ ra cái hình ảnh là gì ạ? Là chim tượng. Hay là tượng chim. Đấy. Đấy. Được chưa? Cái tượng với con chim thì ra thành tượng chim. Đó. Thì đấy là cách để mình blend hai cái ảnh vào với nhau nhé. Rồi. Các cái